Nhung xin chào quý anh chị em và các bạn. Hôm nay Nhung làm chả đồng chay. Nhìn rất hấp dẫn và ngon nè. Món mới lạ. Nếu các bạn thích cái món này, cùng vào thực hiện với Nhung nha. Nguyên liệu gồm có ở đây là nấm mèo. Nhung sẽ dùng 10g nấm mèo, Nhung thái nhỏ này các bạn. Đây là nấm nâu. Đây là bột mì. Lát nữa mình sẽ làm ra thành cái giống như bao tử mà vừa rồi Nhung đã băng video các bạn. Đây là giò sống, Nhung đã để trong tủ đá ra này các bạn. Này các bạn thấy trong tủ đá ra này các bạn thấy nó cũng giống như cũ này các bạn thấy không? Các bạn dùng xong rồi các bạn trôn vào tủ đá cũng ngon lắm nè. Nay Nhung sẽ đừng dùng dưng. Cái bột mì này Nhung sẽ cân là 500g nha, cũng là bột mì làm bánh mì. Giờ Nhung sẽ cân bột mì 500g. Ở đây Nhung dùng đây là 200ml nước các bạn, là 500g bột. Đó cũng nhồi về sao mình ủ trở lại nha. Bây giờ Nhung sẽ chờ bột nở khoảng chừng là 15 phút nha các bạn. Nhung để các bạn cái thích cái nhân nào để các bạn cứ cho vào. Giờ muốn cho nấm vào đây. Đây là nấm mèo. Dùng cho một muỗng cà phê bột nêm. Các bạn nêm nếm lại nha. Muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê muối. Nửa muỗng cà phê tiêu. Bây giờ mình sẽ trộn đều nha các bạn. Bây giờ các bạn cứ dò viên cho nó đều giống như các bạn sở thích các bạn nha. Bây giờ Nhung sẽ cân cái bột mì căng của mình có được bao nhiêu gram nha các bạn. Là 226g nha, nửa ký bột mì. Bây giờ Nhung cho cái túi vào đây. Nhung muốn ép giống như video thì rồi đó các bạn. Mình lấy nước thớt mình đè lên thôi nha. Đè cho nó mỏng. Bây giờ mình đã ép xong rồi các bạn. Mình cắt cái bao vòng vòng ra. Mình lấy ra nha. Các bạn có thể lấy con dao cắt hoặc là các bạn có cho cái xông tròn này các bạn. Giờ Nhung sẽ làm như vậy nha. Cho nó cắt. Cho cái nhân vào đây. Mình gói nha. Các bạn kéo. Cho nó bít lại cái lỗ. Đó, vậy là nó bít rồi nè các bạn. Các bạn cho cái dĩ này các bạn, cho nó nằm ở đây để mình hóc nha.
bạn cái túm cái đầu thôi, cái này nó có bị rách đâu, bác đặt từ cái lo nha các bạn. Rồi xong rồi các bạn cứ nấn kéo đó, mình kéo nó vậy nè. Bây giờ mình đã làm xong rồi các bạn, ngon không? Bây giờ Nhung bắt cái nồi nước lên hấp nha. Bây giờ Nhung sẽ bắt lên cái nồi mình hấp với các bạn. Bây giờ mình đã hấp xong rồi nè các bạn, phải chờ cho nó nguội nha các bạn. Giờ Nhung hấp xong rồi, giờ mới cho ra đĩa nha các bạn. Thì các bạn có thể biến chế ra mình làm món sốt gì cũng được nha. Các bạn thấy nó ngon, rất là ngon luôn. Giờ cái miếng chả đùm của mình đã làm xong rồi các bạn. Đó, cái bột mì mình làm thành bao tử ra, rồi mình bao tất cả nhân chả rồi được hết nha. Bây giờ Nhung xin dừng video tại đây nha các bạn. Nhung hẹn các bạn video tỷ tới. Nhung chúc các bạn thành công mọi việc nha. Xin chào.